Tôi là Hưng. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một bộ phim kinh điển của Việt Nam. Bộ phim kể về một chàng trai giàu nghị lực và đầy ước mơ. Ngày thanh niên, chàng trai mong muốn được làm bác sĩ vì vốn sở hữu một chữ viết xấu như gà bới. Đến một ngày, chàng trai gặp được một cô gái. Cô gái đã nhanh chóng cướp lấy trái tim của chàng trai. Họ đến với nhau như một định đã an bày. Họ đưa nhau đi chơi. Đi chơi rồi họ chụp hình. Chụp hình xong họ lại đi chơi. Đi chơi với chụp hình như một vòng xoáy tội lỗi cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày. À, tôi nói nhanh quá chứ thực ra họ vẫn tiếp tục đưa nhau đi chơi. Hết điểm này tới điểm khác, từ đồng bằng cho đến miền núi, từ nông thôn cho đến thành thị. Tháng ngày này có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất của chàng trai. Chàng trai đâu biết rằng định mệnh đã an bài những ngày tháng sắp tới của anh đầy bão tố và sấm chớp. Chàng trai vẫn ngây thơ như một tờ giấy trắng dù hơi nhàu. Anh yêu cô gái bằng cả trái tim. Anh còn nói yêu cô bằng cả phổi, ruột, gan và vài bộ phận không tiện nhắc tới. Ý tôi nói là cả trí óc đấy. Bạn đừng nghĩ gì sâu xa nhé. Chàng trai cũng cảm nhận được rằng cô gái đang yêu anh một cách chân thành. Nhưng ngày tháng tươi đẹp nào cũng phải trôi qua. Chàng trai đã ra một quyết định mà có lẽ trong cơn say tình anh đã không làm chủ được mình. Họ quyết định về sống chung một nhà bằng một cái đám cưới rình rang tốn không biết bao giấy mực để in thiệp mời. Dù vậy trong đám cưới cũng có biết bao cô gái vì không kiềm lòng được đã níu kéo chàng trai một cách tuyệt vọng. Nghĩ là cưới nhau về họ sẽ không đi chơi nữa, nhưng ai ngờ, họ lại tiếp tục đưa nhau đi chơi. Nhưng điều không ngờ hơn nữa đó chính là thình lình ở đâu thòi ra một đứa con. Đó là một bé gái. Bé gái xinh đẹp y như mẹ của nó vậy. Từ đó, cuộc sống không còn vui tươi đối với hai người nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc lớn lao của ba người. Chàng trai, cô gái và đứa bé gái. Ngày tháng trôi qua, bé gái lớn lên càng lúc càng xinh đẹp. Bé được bố mẹ đưa đi chơi cùng, họ trải qua những ngày tháng êm đềm với nhau. Nhưng đằng sau những sắc màu hạnh phúc đó, chàng trai trở lên ốm o gầy mòn từng ngày. Không biết có phải vì thiếu ăn hay không mà chàng trai đã không còn múp míp như ngày thanh niên nữa. Mọi người có biết rằng năm tháng vô tình đã làm xóa mờ nhiều thứ không? Nhưng thực ra năm tháng vô tình chả có liên quan gì đến gia đình này cả. Bé gái tên là Hoàng Yến, sự xuất hiện của bé làm thay đổi hoàn toàn cả gia đình chàng trai. Từ chỗ là người quan trọng nhất của ông bà nội, giờ đây chàng trai chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hầu hết thời gian bố mẹ chàng trai đều dành cho bé gái. Chàng trai có một thời gian bị trầm cảm nặng nề vì biết rằng mình bị ra rìa. Nhưng nhờ sự động viên của cô gái, chàng trai đã vượt qua cú sốc tinh thần. Cũng nhờ vậy mà chàng trai tích cực ăn uống lại. Vào đoạn cuối của bộ phim này, chàng trai đã lấy lại được thân hình múp míp như thửa thiếu thời. Bé gái là niềm hạnh phúc của hai vợ chồng, của gia đình hai bên nội ngoại. Bé càng lớn càng nhí nhố và thừa hưởng những cái gen xuất sắc nhất của chàng trai và cô gái. Bé thừa hưởng tính cánh thích làm đẹp của mẹ, biết tạo dáng khi chụp hình, thích mặc đồ đẹp và hay than vãn không có đồ để mặc. Rồi tự nhiên đùng một cái, gia đình kỳ lạ này lại có thêm một thành viên mới. Cậu bé Hoàng Khiêm ra đời. Một lần nữa niềm vui của gia đình ba người bị quên lãng, thay vào đó là hạnh phúc dạt dào của bốn người. Bé trai cũng như bé gái lại được bố mẹ đưa đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Cậu bé kháu khỉnh đến mức ai nhìn mặt cũng muốn béo cho một phát. Chàng trai từ vị trí là người quan trọng thứ ba trong gia đình, giờ đây cậu trở thành người thứ tư. Nói thứ tư cho oai thôi chứ thực ra là xếp chót. Cậu bé Hoàng Khiêm được mọi người trong gia đình hết mực yêu thương. Từ bác Hạnh, cậu Toàn, bà Cố, bà Lụa, ông bà ngoại, ông bà nội, chị hai Hoàng Yến, ai cũng yêu mến cậu cả. Thời gian trôi qua cậu bé đã ngày càng lớn khôn. Cậu đã biết mặc áo sơ mi để đi tán gái. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế có hạn nên hiện tại cậu vẫn chưa có bạn gái. Ai có nhu cầu xin liên hệ mẹ của cậu. Câu chuyện chàng trai cô gái hiện tại chỉ có thế thôi. Bộ phim này chưa có hồi kết và nhà sản xuất vẫn không có ý định kết thúc. Qua bộ phim này ta rút ra được rằng chàng trai này rất yêu cô gái. Nhưng vì điều kiện kinh tế hạn hẹp, không có tiền mua quà nên chỉ ngồi nhà lấy ảnh cũ ra ghép lại thành clip. Dùng bàn tay gõ phím bình thiên hạ ghép âm thanh các kiểu mong clip này thành món quà kỷ niệm quen nhau của chàng trai và cô gái. Qua đây chàng trai cũng xin chân thành cảm ơn Facebook đã nhắc nhở và tạo điều kiện cho chàng trai nhớ lại ngày kỷ niệm quen nhau. Chàng trai xin yêu cô gái trọn đời và phần tiếp theo của bộ phim sẽ được sản xuất vào năm sau.